Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để ở phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo, Facebook để đặt hàng các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2kg đầu tiên. Các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Ship nhanh toàn quốc và địa chỉ vườn lan bên em là thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Các bác có gì thì qua vườn em chơi và ngắm xem cây nhé. Hôm nay em vẫn có những mặt hàng như mọi khi các bác nhé. Địa lan truyền thống, em sẽ giới thiệu địa lan truyền thống trước. Địa lan truyền thống thì giá nó cao hơn so với những cái dòng địa lan rừng kia này. Thường những cái loại đắt tiền thì bán theo thân các bác ạ. Này, địa lan truyền thống thì em có tiểu kiều này. Tiểu kiều là 200.000 một chậu nhé. Một chậu nó như thế này là 10 thân các bác ạ. Chưa tính mầm, thân già thì cũng gọi là cho thêm thôi. Đấy. Tính thân bánh tẻ 10 thân này. 380. Một chậu ủy cây các bác nhé. Các bác nào mà ở gần quanh khu vực Hà Nội thì em có thể chở đến cho các bác. Đấy. Như cái chậu này thì free chậu luôn này. Đấy, chậu bé này này. Còn những chậu to này thì em lấy thêm tiền chậu là 100.000 nữa nhé. Đấy. Đấy. Bạch ngọc tiểu kiều 380. Đại kiều thì hoa rất đẹp nhé. Rất đẹp và có hương thơm. Tất cả những dòng địa lan truyền thống này đều có hương thơm các bác nhé. Đại kiều này thì nó gần như là cái dòng nó nổi tiếng nhất trong cái dòng lan bạch ngọc, dòng lan thu này, bao gồm mà tiểu kiều, đại kiều, kim biên, ngân biên, tố tâm, chân hương. Đây là một số dòng bạch ngọc em biết. Đây là hoa của đại kiều các bác này. Hoa đại kiều to như này này, to và màu xanh ngọc. Cánh bên trong nó cũng to, hai cánh đỡ tâm nó cũng to các bác nhé. Đấy, to gần bằng cánh đài bên ngoài luôn. Đại kiều này, một chậu như này là có giá là 780.000 một chậu gửi các bác nhé. Chỗ nào gần thì em gửi cho được. Cái này nó lặng phải về phải thay giá thẻ, em chưa có thời gian thay. Đây, cái rêu này nó thiếu ẩm, nó hỏng, nó đang lên mầm này. Đấy, đại kiều các bác. Đấy hoa đại kiều đây này, em phải có ảnh để cho các bác xem nó thực tế hơn. Còn đây là hoàng điểm nhé. Cây nào có ảnh thì em sẽ cho các bác xem ảnh. Còn những cây chưa có thì em sẽ có dần các bác nhé. Khi nào có ảnh thì em lại quay lên cho các bác xem. Hoàng điểm thì hoàng điểm cổ này thì giá nó chát nhé. Giá nó khá chát. Hai thân là 950 nhé. Hai thân 950. Em đang cố tìm một cái nguồn hoàng điểm nó giá nó rẻ hơn một chút cho các bác sưu tầm. Cái này thì hoàng điểm cổ này thì nó khá đắt. Đây các bác xem bộ lá này. Bộ lá như này không chê vào đâu được. Đây. Các video trước thì em giới thiệu các bác là cái nhận biết cái hoàng điểm này thì nó có những gân lá thế này. Những gân lá đây này, 4 gân này. 2 mép ngoài mờ hơn so với hai cái ở giữa. Cái ở giữa thì cái gân lá giữa thì cái địa lan nó cũng có rồi, nhưng mà nó có những cái gân này. Đấy, bên cạnh. Và bộ lá nó võng các bác nhé, võng nhưng không vặn. Đấy, đây cái bộ lá hoàng điểm đây, nó võng, bộ lá huyền diệp mà ôm chậu mà. Đấy, cần hoa thẳng lên đấy. Nhưng mà nó không vặn, và cái đầu lá này thì nó nhọn như này. Đấy, đầu lá nhọn như các bác nhé. Đấy, hoàng điểm đấy. Giống hoàng điểm cổ, giống như thanh ngọc tàu với thanh ngọc các bác, thanh ngọc cổ truyền đấy. Thanh ngọc cổ truyền nó rơi khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu một thân đấy. Nhưng mà thanh ngọc tàu thì mua sỉ thì 50, còn bán lẻ thì là 100 này. Hoa thì có thể là 8, 9, 10 điểm, nó gần tương đương nhau thôi. Nhưng mà do cái giống là nó thì khác, kể cả bộ lá của thanh ngọc cổ thì nó cũng khác các bác ạ. Em cũng trực tiếp là em lấy những cái giống đấy về rồi, nhưng mà cái giống đấy em để chơi sưu tầm thôi, chứ còn chia sẻ cho các bác thì cái đấy ít người chơi lắm. Phải có người chơi thật sự là chuyên môn cơ thì các bác đấy, các bác mới chơi này. Chơi mặt hoa này, đây là địa lan hoàng điểm nhé. Hoàng điểm đây, cái này dòng hoa Tết và hoa màu
màu xanh vàng, ngả màu vàng nhiều hơn đấy. Lưỡi của nó thì có một cái điểm hình trái tim là màu đỏ đấy, nên gọi là hoàng điểm là như vậy các bạn. Nó chỉ có một điểm thôi đấy, nó không bẹt hẳn nhưng mà cái điểm này thì nó rất là to đấy. Đây, địa lan hoàng điểm này, đây là cái bông hoàng điểm. Đây, đây là cái bông hoàng điểm cận cảnh nhá các bác nhé. Đấy, bông hoàng điểm cận cảnh đây này. Cái này thì cả chậu thì em bán là 3 triệu rưỡi, à 3 triệu 3, 3 triệu 3 nhé. Đây, bao gồm cả cả chậu này rồi, cả cái chậu này rồi, 3 triệu 3 tất tần tật. Đấy, bộ lá khỏi phải chê. Hàng hàng này nó đắt các bác ạ, hàng nó đắt, do vậy là em cũng phải bán giá nó chênh cao lên. Thế nào có cái nguồn hàng, nó tùy từng cây này, có những cây ở hoàng điểm thân nó bé này, bộ lá nó chỉ bé như này thôi thì nó cái thân nó rẻ tiền hơn đấy. Còn đây là cái chậu này nó lực khỏe này, mà cái giống chuẩn giống cổ nữa thì nó đắt hơn các bác ạ. Đấy, chứ không phải là em cố tình là em đẩy giá lên bán đắt đâu, thực sự là không phải như vậy đấy. Và những cái giống này nó có mức độ giá của nó. Còn các bác mà chơi những cái hàng mà sổ rừng bây giờ ấy, mà mặt hoa độc lạ, nó cực kỳ đắt tiền luôn đấy. Như chậu này em bán là 3 triệu 3, nhưng mà 3 triệu 3 các bác, nếu mặt hoa đẹp mà sổ mới bây giờ ấy, nó rơi vào khoảng vài triệu, 5-7 triệu, thậm chí là vài chục triệu các bác nhé, một thân đấy. Do vậy như thế này là nó vẫn là phải chăng rồi này, phải chăng thôi đấy. Đây là đại mạc này, đại mạc cổ. Đại mạc này thì 950.000 ba thân một mầm này. Đấy, 950.000 ba thân một mầm. Địa lan đại mạc các bác nhé. Đấy, bộ lá rất dày. Còn một loại nữa. Một loại nữa mà thực ra thì cái vườn địa lan em nhập thì cái vườn địa lan đấy nó bác ấy chơi rất là lâu năm rồi, mấy chục năm rồi. Có những cái giống gọi là cổ quái rồi. Ít người có. Cái giống đấy thì em chỉ biết thôi, em không nhập về. Nhập về thì các về chủ yếu là em trồng chơi thôi, chứ cái đấy nó nhân giống rất là chậm, hàng hàng truyền thống mà, và giá nó đắt nên ra là kén người chơi. Chỉ là có điều kiện thì em mới nhập về vườn là em để đấy thôi, đấy dành cho dân sưu tầm thôi. Còn các bác mỗi loại một ít thì vài trăm nghìn thì trồng nuôi những loại này nó hợp lý hơn, hợp lý giá tiền hơn. Còn hàng tàu thì nó lại còn rẻ hơn nữa. Đấy, hàng tàu nó rơi vào khoảng 150 200 một thân này. Đấy, đại mạc này. Đấy là em chia sẻ thật các bác này. Đấy, còn Trần Mộng. Trần Mộng này thì nó chưa có hàng tàu đâu. Trần Mộng này thì vẫn là cái hàng 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 ta đây là chủ yếu. Đại mạc biên, đại mạc này, Thanh Ngọc, Hoàng Kim Bảo là những cây tàu của người ta trồng rất là tốt này. Trần Mộng này thì 4 thân, chậu này 4 thân là 950.000 nhé các bác nhé, 950.000 4 thân Trần Mộng. Hoa Trần Mộng thì nó sẽ biến thiên này. Càng về đợt Tết, nếu mà hoa nở muộn càng về đợt Tết thì hoa nó sẽ đậm hơn đấy. Sắc sắc nó hồng đào như này đấy, nó như là màu màu mận hồng đào ấy đấy các bác ạ. Đây, Trần Mộng cổ đây, cái bông hoa cho các bác xem đấy. Chính xác là hoa Trần Mộng cổ này nhé. Nó thì ban đầu em nói rồi hả, nó có thể biến thiên màu, có nghĩa là sẽ màu nó sẽ xỉn sang một cái màu màu tím tím ấy, màu thâm thâm hơn một chút đấy. Nếu nó lở sớm, còn lỡ lở đứng Tết thì nó sẽ rất là đỏ đấy. Như cây này thì chưa có ngồng hoa này, đấy, hy vọng là lở muộn đấy. Chưa thấy ngồng hoa cả, tại vì em mới trồng đầu năm nó thêm lên được một mầm rất là lực đấy. Lá Trần Mộng cổ thì nó bộ lá trường diệp nó dài như này, nó dài như này đây. Dài và có ở mép thì có những cái lếp gấp này đây, đây. Đấy, em vẫn phải nói đi nói lại qua từng video một, bởi vì các bác nào mới chơi thì các bác xem, các bác nào chơi rồi thì có thể là tua tua đi qua cũng được đây. Hoặc vẫn xem ủng hộ em, tại vì có nhiều bác chưa biết này, mới vào kênh của em đấy, một ngày khoảng vài trăm người xem này. Và kênh của em xem thì những bác nào mới, bác chưa biết thì em vẫn cứ phải nói qua từng video một. Đấy, Trần Mộng cổ nha các bác nhé. Đấy, em không không bao giờ em để một thân địa lan gửi cho các bác đâu. Đấy, một thân thì nó rất là yếu các bác ạ. Đấy, em tối thiểu em phải tách hai thân để gửi cho các bác. Thường là 3-4 thân này tuy nó đắt tiền nhưng mà để đảm bảo cây cho bác.
Và nói thật với các bác là tiền nào của đấy ấy. Đấy. Tiền nào của đấy. Chân mộng cổ cam kết hàng chuẩn 100% truyền thống các bác nhé. Đấy. Đấy là địa lan Trần Mộng Cổ. Đây, cái chậu đông lan này. Đông lan này 200 này, ba thân này, một thân già và hai mầm này, một mầm này, mầm này mầm bên này bé nữa đấy. Cái này thì em để 200 nghìn nhá, nhổ chậu gửi nhá. Chậu đông lan. Đông lan cũng là một trong cái giống địa lan truyền thống các cụ ngày xưa chơi này. Đông lan Trần Mộng Cổ, Hoàng Điểm, Hoàng Vũ này. Hoàng Vũ thì em hiện tại là vườn thì chưa lấy được. Đấy. Hoàng Vũ đấy. Cái này là trồng thôi, không là héo. Đại kiều này, đại kiều em tách ra này, từng củ một này, trồng sang năm xuất cho các bác. Đại kiều. Đại kiều đấy, tách ra từ những cái này em chỉ trồng một củ một thôi. Trồng một củ một này. Trồng một củ một thì hai cái rễ hoe hoe này vẫn phải trồng này, đây. Đại kiều chưa trồng được. Địa truyền thống còn có cây bạch ngọc mà chân hương. Cái chân hương này tách theo khóm nhé. 4 này, 4 thân một mầm là 400 này. 5 thân hai mầm là 500 này, đấy. Thân già không tính các bác nhá. Chân hương, bạch ngọc chân hương. Đây là bạch ngọc chân hương đấy các bác. Hoa tàn đây. Cuối thu rồi, cuối thu hoa tàn này. Chậu này em để làm giống. Tách ra làm giống thôi. Bác nào mà chơi trà phấn sen thì đây. Cây trà phấn sen đây. Đâu nhà kia điện thoại. Cho các bác xem cái mặt hoa của trà phấn sen nhé. Này. Hình như không lưu trong đây rồi. Không có hoa trà ở đây các bác ạ. Cái trà phấn sen này hoa thì rất là đẹp. Cái chậu này là 270 này. Đóng cả chậu gửi đi luôn này. Đây. 1, 2, 3, 4, 5 này. 5 lụ hoa. Những cái bên này nó vẫn ra lụ nhá. Đây. Hàng này là hàng Tết, có thể là một vài lụ ra sớm thì những cái lụ bé này nó sẽ ra Tết này. Đấy, những lụ bé này, đây. Phấn sen. Đây. Chậu này thì 750, 1 2 3 thân này, đây. Nhiều bác chơi là các bác ấy tách cắt bớt hoa đi để cho những bông hoa khác nó có lực hơn hoặc là nó cân đối hơn, đấy. Phấn sen, đây. Đóng cả bầu bịch đất luôn nhá. Các bác lưu ý là gửi trà này em sẽ gửi muộn một chút, em quạt cho nó khô ráo đã, đây. Cho nó đỡ nước này. Xong rồi mới đóng gửi các bác được. Trong lam các bác trồng ok các bác nhé. Trà phấn sen này. Đây. Tại sao gọi là phấn sen? Tại vì hoa nó lở cánh xếp đều như cánh hoa sen ấy. Đây. Ban đầu nó lở thì màu rất là màu hồng của sen. Sau lại chuyển sang cái màu hồng của phấn. Phấn dành cho các chị em hay đánh má hồng ấy. Đấy. Nên gọi là phấn sen là như vậy. Thế là trà phấn sen các bác nhé. Em sang dòng địa lan rừng. Địa lan rừng thì em có cái cây này là cây xuân hè sơn la. Đây. Cây này thì hoa cũng khá là hay đấy nhá các bác nhá. Xuân hè sơn la thì hoa to và thơm, nhưng mà nó ra hoa sau Tết đấy. À, cuối mùa xuân đến khoảng giữa hè đấy các bác nhá. Đây. Thường là đến đầu hè đấy. Đây. Cây xuân hè sơn la đây chính là mặt hoa của nó. Đấy. Cái này nhìn nó bị lóa. Màn hình nó rất là kém. Đây cái bông này nhìn rõ hơn này. Đây, màu như thế này các bác nhé. Cần hoa rất là dài, 60 đến 80 cm. Và nó gần như nó vượt cái bộ lá dáng trực của nó. Đây, đây, đây. Ví dụ như cây này nó rơi vào khoảng 80 cm này, lá 80 cm này đấy. Màu xanh rất là đẹp nhé. Thì cần hoa của nó phải là cao gần bằng đây. Gần bằng đây. Tuy nhiên các bác chăm tốt thì khả năng nó sẽ cao hơn đây. Tại vì giống người dân cung cấp thì em thấy nó cần hoa nó gần bằng thôi. Nhưng mà cái lá này, đây là lá lon nhá. Lá lon thì màu lá mạ và có những cái vân sọc như này này, cũng rất là đẹp. Rồi những cái lá già này, lá già thì nó sẽ bắt đầu nó võng xuống dần. Đấy. Thân củ dễ trồng nhá. Cái loại này hàng rừng mà, hàng rừng chứ không phải hàng địa lan truyền thống nhá. Nó cụm như này là em để với giá là 500 nghìn này, 5 thân này. 5 thân củ mầm không tính nhá. Đấy. Đấy. Vừa có mầm này, dễ này. Cực khỏe luôn này. Về các bác chăm. Về các bác trồng thêm này. Này. Chăm thêm. Cây này nó rất là dễ sống này. Xuân hè sơn la. Cái chậu này thì 350 thôi này. Chậu bé 3 thân 4 thân nhưng mà tính 3 thân thôi này. Một mầm 350 này. Xuân hè sơn la các bác nhé. Nguồn gốc của nó ở vùng Sơn La nên em đặt tên là
mọi người hay gọi tên là Xuân Hè Sơn La, mà một số bác đầu năm cũng có rồi, nhưng mà cái hàng này nó cũng không phổ biến nhiều. Tứ thời lá to này, 150 một chậu, nhổ chậu gửi nhá các bác nhá. Tứ thời lá to này, hàng rừng này. Còn mạc thu thì là 100.000 một chậu này. Địa lan mạc thu 100.000 một chậu này. Đó. Địa lan kiếm lá giáo hoa xanh, cái thằng này thì hoa Tết này. Kiếm lá giáo hoa xanh, hoa Tết, hoa màu xanh, rất là bền nhá. Chơi khoảng 40 45 ngày đấy. Thân cổ, tuy nhiên là không có mùi thơm đây. Cái này phải cho vào chậu đẹp trồng nó mới hay. Cái này thì 160 một chậu nhá. Nhổ chậu gửi các bác nhá. Kiếm lá giáo hoa xanh. Còn chun lan hoa Tết này. Chun lan vùng Hà Giang, Cao Bằng, biên giới, chun lan biên giới nhá. 250 một chậu, nhổ chậu gửi. Hoặc nào gần thì em ship chậu được cho đỡ lặng. Đây có ngồng hoa này. Các nào thích cây bé thì cây bé, cây to, cây to. Em đồng giá 250 một chậu hết. Caran thì 200.000 một chậu nhá. Caran, caran hoa xanh, cái này thì ra hoa mùa đông. Bắt đầu rét rét là sẽ có ngồng hoa rồi. 200.000 một chậu. Nhổ chậu gửi. Địa lan, hạ lan yên tử này. Cái này 160 một chậu nhá. Chậu nó khoảng như thế này. Còn chậu to như này là 250 này, nhổ chậu gửi. Cái này hoa màu xanh, hoa ra mùa hè nhá, đến khoảng mùa thu và đến cuối thu là có vẫn còn những cái cần hoa này. Đây. Nhưng mà cái lực hoa nó sẽ kém hơn so với những cái thằng đúng mùa. Đây. Hạ lan yên tử. Đây. Cái này nó dễ trồng mà. Đây này, những cái mầm của em lên lá rất là khỏe. 160 phần. Đây là địa lan. Địa lan gì nhỉ? Tứ thời lá nhỏ này, 100.000 chậu này. Em vẫn còn dòng chu đinh vàng nhá. Chu đinh vàng hoa cũng khá là đẹp này, dành cho bác nào chơi tiểu cảnh ở sân vườn hoặc là trên ban công ấy. Có những bông hoa vàng đu đưa này, này, cân đối này. Màu vàng rực rỡ này. Đây cho các bác xem này. Màu vàng rất rực rỡ luôn đấy. Cần hoa nó không phải yếu nhá. Cái cây thì trong dòng thân thảo nó cây gì được thế này đâu. Nó hơi sơ xác tại vì năm ngoái là cũng tách một ít khá khá này cho một bác khác rồi. Đấy. Đấy. Nên là còn một ít nữa thôi, nó đẻ mỗi năm nó đẻ khoảng 1-2 củ thôi. Đấy. Vừa đấy chuyển vườn do xô xát rồi cái này là cái lọ đè cái kia lên cây nó như thế này. Đấy. Còn trồng bình thường thì cây nó rất là đẹp này. Nhưng mà nó vẫn cho hoa nhá. Đấy. Dòng này nó rất dễ sống đây. Đây này. Cây này em để đặt lổi lên nó cũng tự ra rễ rồi nó đâm xuống đây. 100.000 một phần nó được một chậu như này các bác nhá. Đấy. Từng này số củ thoải mái này. Còn em còn thấy là cái địa lan này một số người trên nhóm Facebook bán là 10.000 một củ cơ, 10.000 một củ. Em thì cũng nhập được một ít giống khá khá đây, nên mà em bán giá nó hợp lý 100.000 toàn bộ chỗ này. Chỗ này là 200.000 này, lấy 100.000 thì lấy một nửa chậu các bác nhá. Đây. Bạc diệp ở kia chu đinh vàng, chu đinh vàng. Địa lan chu đinh vàng. Đấy là phần địa lan. Tiểu hồ điệp rừng này. 200.000 50.000 một bảng này, nóng cả bảng gửi luôn này. Tàn hết hoa rồi. Hải gấm nhá, hải gấm rời 50.000 một phần nhá. Khá nhiều ạ. 50.000 một phần. Hải gấm rời. Sang lan hải. Hải là món yêu thích của em, dù không bán được bán chậm thì em vẫn trồng chơi mà. Đây. Vân Lam thì 25.000 một cây nhé. Đây, đủ chậu gửi. Vân Lam này. Cái này trồng tạm thôi. Henry. Henry 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này có nhá. Henry mới trồng. Mốc hồng này, mốc hồng là 50.000 một phần được 8 chậu nhá. 8 chậu nhổ chậu gửi. Đây. Cây này nó cũng qua đầu có mèo, có cây có mèo rồi. Đây. Trồng đá thấm thủy nó đảm bảo giữ độ ẩm dễ tốt này. Trong này cây nó tươi hơn này. Đây. Đấy, chậu cây tươi cho các bác. Các bác mà sưu tầm khoảng 10 đến 15 loại lan hài là trong vườn em cũng có đây. Lan hài Việt này, thiếu một số loại thôi. Dần dần bổ sung dần các bác ạ. Hải Helen 50.000 một phần nó khoảng 3 chậu như này nhá, nhổ chậu đây. Hải Thiên Lý cái giống này giống hàng hàng ngoại hàng lai rồi này. 160 một chậu này, nhổ chậu gửi này. Đây. Hải kim vàng nhá, hải kim vàng vùng Sìn Hồ nhá. Đấy, hải kim vàng đây. Hoa hải kim vàng đây. Rất to và đẹp. Như chậu này là 160 này, à chậu này là 650 này. Chậu này 650 nhá. Đây.
Còn chậu bên này cứ trăm mốt một thân, em cứ tính trăm mốt một thân, ba thân này, ba thân thì nhiều hơn thì em lấy 320. Nhiều khi có video nói 350 nhưng mà 320 350 tùy video em đăng lên các bác nhé. Hai level boom này, hai này là hàng rừng Thái nhá, không phải hai like đâu, hàng rừng Thái này. Chậu này 230 này, đóng cả chậu gửi đi luôn này, trồng bằng cái loại đá bọt này cũng được này, cho nó nhẹ. Nhưng thực ra thì cho nước vào nó cũng lặng lắm, phải để nó khô cơ thì nó nhẹ. Hai trần liên 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây nhé, tình trạng cây sẽ như thế này. Hai hồng thì 40.000 một cây này, nhổ chậu gửi. Cốc si thì 50.000 một đơn được khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi các bác nhé. Cốc si. Táo 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây, dạng cây sẽ như thế này, cái to trưởng thành nhé. Hai táo. Hai kim Tây Nguyên thì 50.000 một phần được một cụm như này, nhổ chậu gửi. Trồng một chậu đấy, được một chậu lớn đấy. Hải vệ lữ 5.000 một phần nó được khoảng 8 chậu nhé. 8 chậu như này, nhổ chậu gửi. Vệ lữ thì rất là dễ sống. Thanh thiên quỳ thì em vẫn có nhé. Thanh quỳ xanh là 80.000 một chậu này. Thanh thiên quỳ lá thấp màu tí tía này thì là 60.000 một chậu, đóng vào chậu gửi đi luôn này. Này. Bác lưu ý là thanh thiên quỳ đến cái mùa của nó rụng lá rồi. Còn cái lá nào thì em gửi cho các bác thôi. Chứ còn bắt đầu lá nó vàng nó rụng hết rồi. Chuẩn bị đợi ra xuân là nó sẽ đâm hoa ra. Đấy, ra xuân quay cho các bác xem luôn. Đây là cái cây bạc diệp hoa xanh này, 100.000 chỗ này. Hoặc là bác nào mua nhiều thì em tặng kèm thêm. Mua nhiều tặng kèm thôi chứ còn mua ít thì em không tặng kèm nhé. Hải dâu 50.000 một phần được nhiều nhé. Hải dâu. Các dòng thân thòng thì khoảng yến tím này. Trồng mãi mới lên được, lên thì lại xuống giá rồi. 180 một chậu này, đóng cả chậu gửi đi luôn này. Tóc tiên hoa tết là 200.000 này. Sơn thủy tiên thì 250 nhá, 250 một chậu. Để đóng cả chậu gửi. Rẻ quạt 350. Một chậu lớn như này. Nghệ tâm thì 200.000 một bảng. Thanh đạm sữa này là 150 này. Hồ điệp bấn một cây như này là 90.000. Cho cả cái cục gỗ này luôn này. Long tu xuân 150 nhá, bảng. Còn hạc vĩ là bảng to là 108. Hạc vĩ mập lắm. Đây là tam bảo sắc nhá, tam bảo sắc hàng Điện Biên, hàng trắng tím nhá. Tam bảo sắc hàng Điện Biên, hàng trắng tím là 150 một chậu. Đấy, hôm nay em có từng đấy phần lan, các bác có gì mua hộ em nhé, em chân thành cảm ơn ạ.